Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Chiều ngày 8 tháng 3, tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bành Thế Đoàn, được sự ủy quyền của Đại sứ đã thông qua về việc Trung Quốc sẽ thí điểm đưa khách du lịch sang Việt Nam theo đoàn. Trước thông tin này, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng là lĩnh vực hợp tác quan trọng trong giao lưu nhân dân. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc là quốc gia có lượng khách du lịch lớn nhất tới Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác du lịch hàng đầu của Trung Quốc ở khu vực. Bà Phạm Thu Hằng thông tin, trong thời gian qua, chúng tôi đã duy trì trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc về thúc đẩy hợp tác du lịch, trong đó có khôi phục du lịch theo đoàn. Theo thông tin mới nhất, Trung Quốc dự kiến đưa Việt Nam vào thí điểm du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước sớm phục hồi và phát triển lành mạnh vì lợi ích của hai bên đáp ứng nhu cầu của người dân hai nước. Phó phát ngôn khẳng định, chúng tôi luôn ủng hộ thiết lập các đường bay quốc tế đến và đi tới các địa phương trong khu vực và qua đó giúp tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy cùng có lợi về kinh tế, thương mại, du lịch và trên các lĩnh vực giữa Việt Nam với các đối tác, trong đó có Trung Quốc. Trong cuộc làm việc với Cục trưởng Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa chiều qua, ông Bành Thế Đoàn cho biết thêm, Việt Nam sẽ là một trong các quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng, bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR trước 48 giờ. Du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc tổ chức xét nghiệm xác suất 2%. Cũng về việc xuất nhập cảnh, báo chí nêu thông tin, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Evgeny Ivanov mới đây cho biết, nước này đang dự thảo thỏa thuận liên chính phủ về đơn giản hóa thủ tục visa với Việt Nam, Angola, Indonesia, Philippines, Syria. Bình luận về chính sách mới này của Liên bang Nga, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thời gian qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tích cực gặp gỡ, trao đổi với phía Nga về vấn đề đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho công dân Việt Nam.